Mắt màu cà phê Adelaide thường đẹp hơn, cô ấy ngồi xếp bằng trên tấm thảm màu nâu, xù xì trước gương soi toàn thân trong trạng thái như xuất thần. Sự phản chiếu của những chiếc đèn cổ tích ở cửa hàng đô la treo trên trần nhà để lại ánh sáng dịu nhẹ trên chu vi trên cùng của tấm kính. Bóng đèn giờ đã cũ nên ánh sáng dịu dàng, ấm áp xuyên qua bóng tối bao trùm lấy cô. Cô tiến lại gần gương và quan sát khi mắt cô đảo quanh khuôn mặt mình. Xem xét những gì cô nhìn thấy, đồng tử của cô ấy giãn ra khi cô ấy cố gắng nhìn trong ánh sáng lờ mờ. Vết cắt sâu trên khóe miệng bên phải của cô ấy đã ít được chú ý hơn ngày hôm qua khi nó còn tươi, nhưng nó vẫn còn đỏ rực và nhảy nhót giận dữ mỗi khi cô ấy nói hoặc cười. Ánh mắt cô hướng lên trên khi cô kiểm tra vết bầm tím to bằng quả bóng gôn ở trên thái dương bên trái của mình. Cô thở dài thườn thượt khom người lại, tiến đến gần tấm kính nhất có thể, hơi thở phả vào gương. Cô ấy giao tiếp bằng mắt với bản thân và tập trung vào những điều không thể tránh khỏi, các mạch máu của mắt trái cô ấy tạo thành những dòng sôi động len lỏi quanh mống mắt của cô ấy. Cô có thể dễ dàng che đi vết bầm tím và vết cắt trên môi cũng giống như vết thương. Nhưng mắt cô khó có thể che giấu được, quầng thâm làm mất đi đôi mắt vốn đã có màu mực của cô và căn phòng thiếu ánh sáng đổ bóng xuống cô, khiến cô không còn đôi mắt và có nhiều hố u ám hơn. Cô nhẹ nhàng lướt các ngón tay trên khuôn mặt và nghiêng đầu từ bên này sang bên kia để thu vào tất cả các góc độ. Adelaide nghĩ rằng cô ấy thường trông giống như một cô gái hấp dẫn. Nhưng không phải tối nay, cô nắm chặt nắm đấm và ấn chúng vào mí mắt đang nhắm nghiền cho đến khi trong bóng tối cô nhìn thấy những đốm sáng hình ngôi sao ngoằn ngoèo đầy màu sắc. Thả tay xuống hai bên hông, cô liếc qua vai về chiếc đồng hồ gắn trên tường cạnh giường. 3:37 sáng. Cô duỗi thẳng chân và tay ra, nằm ngửa và hít vào thật sâu cho đến khi không còn khí nữa, cơ hoành mở rộng hoàn toàn. Rồi gần như không hé môi để không khí từ từ thoát ra. Cô vuốt ngón tay dọc theo đường khâu cứng của tấm thảm, nổi da gà vì cảm giác những sợi dây hơi vướng lại bên dưới móng tay. Chiếc quạt trên đầu của cô thổi bay không khí ngột ngạt và nó làm sột soạt những sợi tóc dài màu nâu vàng của cô trên mặt đất. Một sợi dây chuyền mảnh quanh cổ nằm chênh vênh trên xương quai xanh và cô ấy loay hoay với mặt dây chuyền được cố định ở giữa. Miếng bạc mắt lạnh được ép vào giữa các miếng đệm của ngón cái và ngón giữa. Khắc trên vòng tròn nhỏ bằng bạc là một trái tim nhỏ bé, nó không có gì đặc biệt và kiểu sáo rỗng, nhưng cô thích nó vì sự đơn giản của nó. Khi Adelaide dò tìm các rãnh của trái tim bằng móng tay giữa, cô ấy quan sát trần nhà, không nghĩ về điều gì đặc biệt. Cô ấy đột nhiên nhăn mặt khi đang thay đổi sợi dây chuyền của mình. Nó chạm vào một vết thô trên gáy cô ấy là kết quả của sợi dây chuyền mảnh mai được găm vào làn da non nớt của cô ấy vào đêm hôm trước. Cô rón rén cảm nhận khu vực nhạy cảm và tự hỏi liệu nó có bị người khác chú ý hay không. Có lẽ cô ấy sẽ xóa tóc trong vài ngày tới cho đến khi nó lành hẳn. Xẹp đốt sống, cô ngồi dậy từ từ và trong tư thế ngồi, cụp đầu vào hai tay. Sau một lúc lưỡng lự, cô đứng dậy. Cố gắng đi tới giường của mình, cô nghĩ về việc chỉ cần đặt lên trên tấm trải giường, vì nó quá ấm để ngủ dưới chăn đêm nay, một đêm thực sự ấm áp đầu tiên của mùa xuân. Chiếc quạt khiến cô không tiếc lời và chiếc cửa sổ nhỏ xíu ở bên hông chỉ cho không khí thụ động và tiếng dế kêu râm ran. Chỉ còn khoảng 3 tiếng nữa là cô phải thức dậy để làm việc. Cô quyết định nằm xuống và chờ đợi để được nghỉ ngơi đôi chút. Khi cô chìm dần vào giấc ngủ, Adelaide hy vọng rằng có thể trong giấc mơ cô sẽ nhận được một gợi ý nào đó về cách cô có thể thoát khỏi thứ đã khiến cô bị cắt và bầm tím, vì cô không còn cứu cánh. Nép mình vào chiếc gối có nhiều hoa văn trên bụng và gối đầu trong vòng tay, cô ấy nhìn với đôi mắt nặng trĩu khi một trong những ngọn đèn thần tiên của cô ấy nhấp nháy và cháy hết. Làm cho ánh sáng của căn phòng cô ấy bớt đi một chút thoải mái. Âm thanh chói tai của tiếng kêu của chim rẻ cùi xanh đã đánh bật Adelaide ra khỏi giấc ngủ ngắn ngủi hạnh phúc. Mí mắt của cô ấy từ từ mở ra, nheo lại khi mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt và chiếu sáng đôi mắt của cô ấy, chuyển chúng từ màu nâu cà phê sang tông màu vàng hơn. Cô cảnh giác quay đầu vào tường để xem đồng hồ chỉ 6:50 sáng, 5 phút trước khi báo thức của cô ấy thường đổ dồn về phía cô ấy. Cô lăn qua lăn lại như thể đang làm việc trong một chuyển động chậm qua mật ong nhấp nháp, đầu cô vẫn còn mông lung và cảm thấy chệch choạng. Thái dương trái của cô đập mạnh, cơn đau âm ỉ đòi hỏi phải được cảm nhận. Cô để chân mình lủng lẳng khỏi thành giường trong giây lát, ngọ nguậy ngón chân và bẻ cổ chân. Để cho không khí buổi sáng mát mẻ đang tràn vào. Coffee-colored eyes Adelaide was usually more beautiful. She sat cross-legged on her scratchy, brown throw rug in front of her full-length mirror in a trance-like state. The reflection of the dollar store fairy lights that hung from her ceiling left a soft glow against the top perimeter of the glass. The bulbs were getting old now, so the light was gentle and warm and seeped through the darkness that surrounded her.
She scooted closer to the mirror and watched as her eyes darted around her face. Examining what she saw, her pupils were dilated as she strained to see in the dim light. The deep cut over the right corner of her mouth was less noticeable than yesterday when it was fresh, but it was still a bright red and danced around angrily each time she spoke or smiled. Her gaze shifted upwards as she inspected the now purple, golf ball-sized bruise atop her left temple. She sighed deeply, and hunched over, getting as close as possible to the glass, her breath fogging up the mirror. She made intense eye contact with herself and focused on the unavoidable. The blood vessels of her left eye formed vibrant streams that weaved around her iris. The bruise she could easily cover up and the same with the cut on her lip, but her eye would be tough to disguise. Her dark circles consumed her already inky eyes and the poorly lit room cast shadows down upon her, leaving her with less of eyes and more of gloomy pits. She gently ran her fingers across her face and shifted her head from side to side to take in all of the angles. Adelaide thought that she typically looked like a decently attractive girl, but not tonight. She balled her fists and pressed them into her closed eyelids until in her darkness she saw splotches of colorful, zigzagging star patterns. Throwing her hands down at her sides, she glanced over her shoulder at the clock mounted on the wall next to her bed. 3:37 a.m. Sprawling out her legs and arms, she flopped onto her back and inhaled deeply until she could take in no more air, diaphragm fully extended. And then barely parted her lips and let the air slowly escape. She drug her fingers along the rigid stitching of the rug, getting goosebumps from the feeling of the strings slightly catching underneath her fingernails. Her fan overhead blew around stuffy air, and it rustled her long strands of auburn hair across the ground. A thin chain around her neck lay askew on her collar bones and she fiddled with the pendant fixed in the middle, the cool silver pressed between the pads of her thumb and middle finger. Engraved on the small circle of silver was a tiny heart. It was nothing special and kind of cliché, but she liked it for its simplicity. As Adelaide traced the grooves of the heart with her middle fingernail, she studied the ceiling, thinking about nothing in particular. She suddenly winced as she was shifting her necklace, it hitting a raw spot on the back of her neck that was a result of the slender chain being dug into her tender skin the night before. She gingerly felt the sensitive area, wondering if it would be noticeable to others. Maybe she would wear her hair down for the next couple of days until it healed. Vertebrae by vertebrae, she sat up slowly and in a seated position, drooped her head into her hands. After a couple of moments of hesitation, she pushed herself up to stand. Ambling over to her bed, she thought about just laying on top of the sheets, for it was far too warm to sleep under the covers tonight, the first truly warm night of spring. The fan gave her no reprieve and the tiny window on the sidewall was just letting in stagnant air and the cacophonous sound of crickets. With only about 3 more hours until she had to be awake for work, she decided to just lay down and wait to be blessed with some amount of rest. As she drifted slowly off to sleep, Adelaide hoped that maybe in her dreams she would receive some sort of hint as to how she could escape from the one that gave her cut and bruise, for she had no lifeline to turn to. Nestling into her many patterned pillows on her stomach with her head cradled in her arms, she watched with heavy eyelids as one of her fairy lights flickered and burnt out, making the glow of her room a little less comforting. The shrill sound of a blue jay's chirping snapped Adelaide out of her blissful, short-lived sleep. Her eyelids fluttered open slowly, squinting as the sun hit her right across the face and illuminated her eyes, transforming them from their coffee brown to a more golden tone. She warily turned her head to the wall to see the clock read 6:50 a.m. 5 minutes before her alarm would typically blare at her. She rolled over as if she were working in slow motion through sticky honey. Her head still muddled and feeling groggy. Her left temple pounded, the dull ache demanding to be felt. She let her feet dangle off the side of the bed for a moment, wiggling her toes and cracking her ankles, allowing the cool morning air now drifting in.